Sao anh lại ở đây? Đợi cô đó. Hôm nay anh đến thăm bà sao? Giai Tâm à, tôi còn chưa ăn cơm trưa nữa. Cũng tới giờ nghỉ trưa rồi. Hay chúng ta cùng đi ăn đi. Được thôi. Sao vậy? Không sao. Làm gì vậy? Cậu là ai? Anh là ai vậy? Trong bệnh viện mà lôi kéo bác sĩ. Cậu muốn gì? Tôi kéo bạn gái của tôi thì liên quan gì tới anh? Cậu nói cô ấy là bạn gái của cậu sao? Không giống à? Thầy à, anh ấy là đối tượng xem mắt của tôi đó. Cô xem mắt rồi sao? Là thầy sao? Thì ra là thầy hả? Hiểu lầm rồi. Thầy à, vậy tôi đưa Gia Tâm đi ăn cơm đi. Thầy à, cầm bệnh án của bệnh nhân giúp tôi đi. Cầu Gia Tâm, bác sĩ Tần à, trưởng khoa gọi điện kêu anh đi họp đó. Mau lên đi, nhanh lên nha. Alo, chị Gia Ninh à, có cô Từ đang đợi chị ở dưới đại sảnh đó. Cô Từ, hôm nay tôi không có hẹn ai mà. Cô ấy nói tên là Từ Thiên Nhã. Cô ấy nói là có việc gấp cần gặp chị. Tôi biết rồi. Anh Nhân, gầy đi rồi sao? Giai Tâm, cô quen bà Giang sao? Tôi không quen bà Giang. Vậy cô và cháu trai của bà Giang là sao vậy? Anh ấy là một người bạn của tôi. Bà Giang là bệnh nhân của tổ chúng ta, sau này cũng là đối tượng quan tâm trọng điểm của cô. Nên là quan hệ giữa bệnh nhân và người nhà, cô nên biết xử lý thế nào chứ. Vậy tôi đi họp đây. Bệnh nhân ở đây giao cho cô đó. Chuyện gì vậy? Là Tiểu Nguyên Nhi có chuyện sao? Mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu. Ngồi xuống đi đã. Sao vậy? Cậu còn nhớ trước đây cậu từng nói với mình, nhiều năm trước lúc tìm mẹ cậu, cậu đã gặp một người đàn ông không? Sao vậy? Cậu còn nhớ người đàn ông đó trông thế nào không? Khi đó ánh sáng ở ngoài hành lang tối quá nên nhìn không rõ. Cậu không muốn biết người đàn ông đó là ai sao? Bao nhiêu năm trôi qua rồi, bây giờ nói những điều này có ý nghĩa gì chứ? Gia Ninh à, có phải người đàn ông đó rất quan trọng với cậu không? Cậu vội vàng gọi mình xuống đây chính là vì chuyện này sao? Cậu đừng có ngắt lời, mình chỉ hỏi một câu thôi. Có phải là người đàn ông đó quan trọng với cậu không? Một người đàn ông lạ mặt cùng mấy lời nói vô tình, đúng là đã thành ân nhân cứu mạng mình vào lúc đó, khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Gia Ninh, mình có chuyện này muốn nói với cậu. Cậu ngồi cho vững đó. Rốt cuộc là chuyện gì? Người đàn ông đó là Châu Tiểu Sơn. Cậu cười cái gì? Mình biết. Cậu mong mình và Châu Tiểu Sơn quay lại với nhau. Nhưng mà cậu dùng cách này thì hơi quá đáng rồi. Cậu cho rằng mình lừa cậu sao? Cậu nghĩ với y quy của mình, mình có thể bị ra chuyện này được sao? Được rồi, đừng có đùa nữa. Mình phải làm việc đây. Chính miệng Châu Tiểu Sơn nói với mình đó. Cậu không tin thì hỏi anh ta đi. Người đàn ông đó là tôi. Hôm đó khi từ biệt, tôi đã để lại một thứ cho cô ấy. Anh để lại thứ gì? Người đàn ông đó có thật là để lại đồ cho cậu không? Ôi trời ơi, vậy xem ra Châu Tiểu Sơn không gạt cậu rồi. Nhưng mà điều mình không hiểu là sao anh ta lại không nói thẳng. Thiên Nhã à, để cho mình bình tĩnh một lát được không? Ngay cả cái chết cũng không sợ thì không nên sợ sống mới phải. Cô phải kiên cường sống tiếp.
Mời vào. Có chuyện gì sao? Em xem báo cáo này đi. Không vấn đề gì thì ký vào. Sao vậy? Báo cáo có vấn đề sao? Anh ra ngoài trước đi. Em xem xong sẽ nói lại với anh. Nhớ xem đó. Thực ra bình thường tôi ăn ít lắm. Hôm nay là vì đói quá. Không sao. Cô gầy quá. Ăn thêm đi. Thôi khỏi. Xin chào. Đồ ăn của hai vị đây. Cảm ơn nha. Không có gì. Cảm ơn. Không ăn sao? Tôi no rồi. Nhưng mà đồ ăn ngọt của tiệm này ngon lắm đó. Tôi thực sự no rồi. Cô làm sao vậy? Tiểu Giả à, anh đợi tôi một chút nha. Chân của tôi đau quá. Cô ngồi xuống đây đi. Nghỉ một chút. Cô không sao chứ? Không sao. Tôi dán băng cá nhân là được rồi. Vậy cô đợi một lát nha. Tôi để quên đồ rồi. Được. Giai Tâm à, cô có dội về không? Không có dội. Vậy chúng ta ra quán nếp chơi game đi. Được. Anh muốn dạy tôi chơi sao? Muốn không? Tất nhiên là có rồi. Cầu còn không được nữa. Cao thủ, lợi hại quá đi. Ôi trời ơi. Ngầu quá, lợi hại quá. Anh bạn à, kỹ thuật của anh đúng là thiên hạ đệ nhất đó. Thật nha, đúng là lợi hại thật. Thế nào, tôi chơi được chứ? Cũng được. Không ngờ là tôi cũng lên cấp vương giả được đó. Tôi phải khóa thành tích của mình lại mới được. Tại sao vậy? Không thì bạn tôi nhìn thấy sẽ còn tưởng tôi nhờ ai chơi nữa. Anh có thể luyện game giúp tôi được không? Cái này phải hỏi bạn gái của tôi rồi. Hỏi xem cô ấy có đồng ý không. Anh ấy bình thường bận lắm. Còn một đống tài khoản đang đợi anh ấy luyện mà. Cô cứ từ từ xếp hàng đi. Nhưng mà tôi nói trước nha, không phải là giúp miễn phí đâu. Được rồi, bỏ đi. Tôi chơi miễn phí cho cô nha. Tôi chơi không tệ đâu. Phu nhân, đúng là biết kiếm tiền nha. Anh nói ai là phu nhân chứ. Chúng ta chơi thêm một ván nữa đi. Được thôi. Tiểu Giả, cảm ơn bữa trưa hôm nay của anh nha. Cả việc luyện giúp tôi nữa. Tôi vào nhà đi. Tạm biệt. Tạm biệt. Giải Tâm, qua đây đi. Lúc nãy tôi ngại không dám nói. Răng của cô dính cọng rau kìa. Đâu có dính rau gì đâu. Đây là bút đinh của tiệm khi nãy đó. Lúc cô ăn cơm, cô nói cô ăn no rồi nên không ăn bánh, nên tôi mua một phần mang về cho cô. Tôi biết là cô muốn ăn mà. Hiểu Giả à, cảm ơn anh nha. Được rồi, vậy tôi về trước đây. Lát nữa nhắn tin nha. Đi đường cẩn thận đó. Tạm biệt. Tạm biệt. Trời ơi, sao anh ấy vừa tốt vừa chu đáo quá vậy? Vừa mua đồ ngọt, vừa gọi mình là phu nhân. Tiêu rồi, tiêu rồi. Trái tim thiếu nữ của mình bị chìm đắm rồi.
Chị à, cầu Gia Ninh, em đang gọi chị đó. Chị à, chị xem cái gì mà chăm chú quá vậy? Là báo cáo thí nghiệm thôi. Xem chăm chú vậy sao? Số liệu thí nghiệm à? Chị đang tập trung suy nghĩ. Chị à, em nói chị nghe chuyện này nha. Lần đầu tiên em có cảm giác yêu đương đó. Hơn nữa, cảm giác hẹn hò với thần tượng quá tuyệt vời. Chị không biết đâu, ánh mắt của mọi người nhìn em ở quán nét kìa. Toàn là ngưỡng mộ và oán hận. Em đi trên đường, số người quay đầu nhìn em cũng cao hơn. Em cũng cảm thấy rất là ngại đó. Đây có lẽ là dáng vẻ đi dạo cùng bạn trai trong truyền thuyết rồi. Vậy chúc mừng em nha, đã xem mắt thành công rồi. Nhưng mà chị à, chị biết không, bây giờ em gặp anh ấy, em vẫn rất ngại đó. Sợ lớp trang điểm trên mặt sẽ trôi đi. Không dám ăn nhiều, cũng không dám nói nhiều nữa. Chỉ sợ anh ấy không thích thôi. Chị à, chị nói xem, cảm giác này có phải là kỳ lạ lắm không? Vậy không phải là mệt lắm sao? Chị à, sao hôm nay thái độ của chị kỳ lạ vậy? Có phải là có tâm sự không? Không có. Chị có phải đang nhớ Châu Tiểu Sơn không? Không có. Chị trả lời nhanh quá đi, chị chột dạ rồi chứ gì? Không phải. Đừng cản trở chị làm việc. Chị à, chị à, hai chúng ta cùng nhau đắp mặt nạ đi. Ngày mai mình tự đắp cũng được. Cô ngủ chưa? Không được. Mình không thể trả lời anh ấy nhanh như vậy. Nếu không sẽ khiến anh ấy cảm thấy mình rất xem trọng anh ấy. Dè dặt một chút thì hơn. Đợi một lát nữa hẳn trả lời. Đặt thời gian đã. 5 phút. A Lục, em nói xem hiểu giả có phải là đàn ông tốt không? Em cảm thấy là phải đó. Thời gian trôi qua nhanh một chút đi. Anh nói xem, có phải chị tôi vẫn chưa quên tình cũ Châu Tiểu Sơn không? Quá rõ ràng rồi. Vậy anh cảm thấy tôi nên giúp chị tôi thế nào đây? Cô không ghét Châu Tiểu Sơn đó nữa sao? Có cách gì đâu chứ. Với dáng vẻ của chị tôi bây giờ thì sớm muộn tôi và Châu Tiểu Sơn cũng thành người thân thôi. Nếu cô thực sự cần giúp đỡ thì tôi sẽ giúp cô. Anh thực sự muốn giúp tôi sao? Dù sao sau này tôi cũng là người thân của chị cô mà. Nên tôi phải gây ấn tượng tốt trước. Dây Tâm à, thầy à, anh tìm chủ nhiệm Tiền xong, anh ấy không có ở đây. Tôi không tìm anh ta, tôi tìm cô. Tìm tôi, ngồi đi. Tôi có chuyện cần nói với cô. Bà của Giang Hiểu Giả là bệnh nhân của bác sĩ Tiền xong. Phải giữ khoảng cách với người nhà bệnh nhân đó. Là sao chứ? Lúc nãy hai người ngồi ở quán cà phê đúng không? Hai người như vậy rất dễ bị người ta hiểu lầm đó. Lỡ sau này có chuyện gì, tôi sợ cô không giải thích rõ được. Hiểu lầm cái gì chứ? Cô bị ngốc sao?
Hiểu lầm cô, lấy việc công làm việc tư đó. Điều kiện nhà cô tôi biết, nhưng mà người khác không biết đâu. Người ta chỉ biết điều kiện nhà bà Giang không tệ. Tưởng cô là có mua đồ với nhà người ta đó. Ai mà rảnh rỗi đi bàn tán chuyện người khác chứ. Đừng có giận, đừng có giận. Tôi tin tưởng cô. Nếu như không có gì, thì sau này chú ý một chút nha. Đúng là tôi và Giang hiểu giả đang hẹn hò mà. Cô nói cái gì? Ai thích nói gì cứ nói đi. Tôi không sợ đâu. Cô nói lại lần nữa xem. Thầy à, tôi đang hẹn hò với Giang hiểu giả rất đàng hoàng đó. Nhưng mà lúc chúng tôi xem mắt, tôi đâu có biết bà anh ấy là bệnh nhân của bác sĩ Tiền đâu. Đâu có lấy việc công làm việc riêng chứ, chỉ là trùng hợp thôi. Hơn nữa, bệnh viện quy định bác sĩ không thể nào hẹn hò với người nhà bệnh nhân được sao? Anh thấy cô gái xinh đẹp, cũng muốn làm quen người ta mà. Tôi... Được rồi, cô lợi hại rồi, được chưa? Tôi không quản được cô. Cô muốn làm gì thì làm, tùy cô. Anh giận cái gì chứ? Anh không thích tôi, tôi không thể hẹn hò với người khác được sao? Mãn kinh à. Làm gì vậy? Làm tôi giật cả mình. Sao vậy? Ai đắc tội với cậu sao? Không có ai cả. Sao vậy? Sao con gái lại dễ dàng thay đổi như vậy chứ? Nói ai vậy? Là cậu dạy tâm đó. Không phải thời gian trước nói là yêu thầm tôi sao? Tôi vừa mới biết cô ấy có bạn trai rồi. Cậu có tin không? Cậu cũng có ngày hôm nay sao? Sao hả? Thế nào? Người ta thích cậu, cậu không đồng ý. Chẳng lẽ người ta không thể tìm bạn trai sao? Phải cô độc cả đời vì cậu sao? Không phải. Ý tôi là tôi sợ cô ấy bị lừa gạt thôi. Cái gì mà sợ cô ấy bị lừa gạt chứ? Tần Bân à, cậu ghen rồi. Không thể nào, không thể nào. Cả đời tôi không thể nào ghen được. Cậu cứng miệng đi. Giờ cậu giống y như là một ông bố già vừa mới biết con gái có bạn trai vậy. Chỉ có thể nghiến răng, nghiến lợi thôi. Một chữ tôi là hận. Cậu có tư cách gì để nói tôi chứ? Cậu làm ba chưa? Tại sao em lại yêu người khác sau lưng anh chứ? Ánh mắt ngây thơ của cô gái. Trời đất ơi, 4019, sao vậy? Chị à, qua đây xem. Sao vậy? Giang hiểu giả đang trên Weibo của em. Weibo của em bây giờ có mấy ngàn người theo dõi rồi. Có gì mà phải kinh ngạc chứ? Dọa chị chết rồi. Đại thần trong game theo dõi nhân vật nhỏ bé như em. Em đương nhiên là hưng phấn rồi. Em còn muốn cả thế giới biết nữa kìa. Giang hiểu giả là bạn trai em mà. Cậu ta theo dõi Weibo của em thì cũng là chuyện bình thường thôi. Anh ấy là đại thần trong game đó. Chị à, vẻ mặt của chị là sao? Chị nghĩ lại cảm giác của em dành cho Giang hiểu giả, cứ như là hâm mộ thần tượng vậy. Theo đuổi thần tượng thành bạn trai là ước mơ cả đời của biết bao cô gái. Em nghĩ thôi cũng đỏ mặt rồi. Em thực sự không còn cảm giác nào với Tần Bân nữa sao? Dù gì cũng không có hy vọng mà. Hết cảm giác rồi. Nếu như, chị nói nếu như Tần Bân cũng thích em thì sao? Vậy em sẽ lấy roi đánh anh ta, tính sổ hết những gì trước đây. Không ngờ em lại thích kiểu này. Chị à, em chỉ tưởng tượng một chút thôi. Không phải là thích kiểu này đâu. Chị đừng có nghĩ nhiều mà. Chị đâu có nghĩ nhiều chứ. Em chơi một mình đi. Chị có ăn không? Không ăn. Châu Tiểu Sơn,
Sao lại ngủ ở đây? Gia Ninh, bệnh rồi sao? Tới bệnh viện đi. Đi, em đi với anh. Làm gì vậy? Chỉ có trong mơ anh mới được ôm em thế này. Đừng có nói bậy. Em đưa anh tới bệnh viện. Không cần đâu. Sáu năm trước trong sòng bạc thành phố A, có phải là anh không? Có phải anh không? Điều đó quan trọng sao? Đương nhiên là quan trọng rồi. Có lẽ lời nói của anh lúc đó với em chỉ là vô thức thôi. Nhưng mà câu nói của anh đã tiếp cho em sức mạnh, cho em dũng khí sống tiếp vào lúc em thấy thất vọng nhất. Vậy nên nhiều năm nay em luôn tìm kiếm người đó. Em muốn nói lời cảm ơn anh ấy. Bây giờ cuối cùng em cũng tìm được rồi. Cảm ơn anh, Châu Tiểu Sơn. 6 năm trước em đến sòng bạc để tìm mẹ em. Em biết tại sao anh lại ở đó không? Chạy thoát thân. Là vì nổ súng với người đó sao? Phát súng đó là của Hương Lan. Anh chẳng giúp Hương Lan. Sau đó bọn anh chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được. Vì thế lực của đối phương quá mạnh. Gia Ninh à, nhiều năm nay không phải anh chưa từng đấu tranh, chỉ là có lúc anh thực sự rất mệt. Hết lần này tới lần khác anh muốn thay đổi số mệnh của bản thân, nhưng mà anh mắc nợ quá nhiều. Tình yêu của Hương Lan, ân tình của chú Tra, tất cả không thể nào nói quên là quên. Nói dứt là dứt được. Không sao. Sau này em sẽ cùng anh đối mặt với tất cả mọi chuyện. Thiên Nhã đã hỏi em. Em quán trách anh bỏ rơi em vào lúc em khó khăn nhất. Nhưng mà lúc anh khó khăn nhất thì em lại ở đâu chứ? Sau này sẽ không như vậy nữa. Em sẽ luôn bên cạnh anh. Em sẽ mãi mãi luôn bên cạnh anh. Sự dũng cảm của anh cộng thêm sự dũng cảm của em, em tin không có gì là không thể vượt qua được. Cảm ơn em, Gia Ninh. Gia Ninh à, con ăn nhiều vào. Con xem con ốm cỡ nào rồi kìa. Gia Tâm, hôm trước con gặp Giang Hiểu Giả thế nào? Con nhìn đi, lớn như vậy rồi, ăn cơm cũng không tử tế nữa.
Dạ cũng được. Cũng được sao? Vậy tốt quá rồi. Mẹ với cô Trần là bạn bè mười mấy năm rồi, biết rõ về nhau lắm. Con và Hiểu Giả tuổi tác tương đương, Hiểu Giả lại đẹp trai nữa. Nếu hai đứa thực sự đến với nhau, mẹ cũng yên tâm rồi. Gia Ninh à, mấy ngày trước công ty của ba con tuyển được một giám đốc dự án, cũng mới về nước giống như con, tốt nghiệp ở Học viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ. Chị à, báo ứng trong chốc lát đó. Dì à, ba à, không phải hai người kêu con đi xem mắt đó chứ? Con xem giai tâm có đối tượng rồi, con cũng phải nên cân nhắc đi chứ. Đúng đó, đúng đó. Chị à, chị phải chú ý vấn đề cá nhân nhiều vào, đi chỗ khác chơi. Dì à, ba à, cảm ơn hai người đã quan tâm. Nhưng mà giai đoạn này con cũng muốn tập trung vào công việc, cũng đâu phải là kêu con gả ngay cho người ta đâu. Đi gặp mặt trước thôi mà, cảm nhận thử xem sao. Cũng không thể nào làm việc suốt được. Làm việc thì phải chú trọng nghỉ ngơi hợp lý. Đúng vậy, đi xem thử đi. Ba à, thực sự không cần đâu. Như vậy đi Diệu Minh à, tôi thấy Gia Ninh nó còn chưa có kinh nghiệm, chúng ta làm vậy cũng hơi lạc hậu. Không phải là tháng sau công ty của ông mở đại hội thường niên sao? Tới lúc đó ông gọi Gia Ninh theo. Gia Ninh à, con cứ đến công ty gặp thử xem, cảm nhận một chút cũng được mà. Đúng vậy, thử đi. Thật sự không cần đâu. Ba, thật ra con có người mình thích rồi. Chị à, không phải là chị chia tay rồi sao? Chính là như vậy đó. Ba không phản đối, nhưng mà ba cũng không tán thành. Ba, con đã là người lớn rồi, con có năng lực phán đoán của mình. Châu Tiểu Sơn chính là người mà con đã chọn. Con à, chuyện bạn trai của chị con là sao vậy? Nói mẹ nghe xem. Đồng nghiệp của chị ấy cũng từ nước ngoài quay về. Nước ngoài về sao? Vậy không tệ rồi. Ba mẹ làm gì? Gia cảnh thế nào? Hình như ba mẹ anh ấy đã qua đời cả rồi. Từ nhỏ đi học dựa vào tiền tài trợ của người khác. Vậy à, vậy không được rồi. Nhưng mà Châu Tiểu Sơn vô cùng ưu tú. Nếu như không, tại sao có rất nhiều người mà chị con lại chọn anh ấy chứ? Nhưng mà cậu ta vẫn là cấp dưới của chị con. Họ làm thí nghiệm, đâu có nhiều hệ thống phân cấp tới vậy chứ. Không được, tuyệt đối không được. Mẹ còn chưa gặp người ta, sao lại ra phiếu phủ quyết rồi? Con ngốc sao? Hoàn cảnh nhà ta thế nào, con không biết hả? Hoàn cảnh nhà ta thế nào? Ba con chỉ có hai đứa con gái thôi. Sau này trong ngoài nhà, mọi thứ không phải là của chị em con cả sao? Lỡ như có một người con trai tham lam xuất hiện, tâm huyết của ba con không phải là phí cả sao? Mẹ à, xem mẹ nói kìa, làm như nhà chúng ta có hoàng vị kế thừa vậy. Con thì hiểu gì chứ? Mẹ nói con biết, con còn nhỏ, chuyện hôn nhân đại sự phải để cho ba mẹ xem xét cho con, có biết chưa? Chị à, khi nãy ba ở phòng sách đã nói gì với chị vậy? Cũng không nói gì, không ủng hộ cũng không phản đối. Lão hồ ly đó với người nhà còn ra vẻ chủ tịch nữa. Chị nói xem, nếu như ba gặp Châu Tiểu Sơn rồi lại không đồng ý thì phải làm sao đây? Tại sao không đồng ý chứ? Dù ba có không đồng ý thì cũng là chuyện của chị mà. Không đúng. Chị à, chị và Châu Tiểu Sơn chia tay rồi mà. Sao bây giờ giống như làm quà rồi vậy? Cầu Gia Ninh, chị biết viết chữ tự giả mặt không? Không biết. Chuyện lúc nào vậy? Châu Tiểu Sơn làm gì mà khiến chị đổi ý chứ? Chị đúng là không giữ vững lập trường gì hết. Không nghe thấy, không nghe thấy. Em cảnh báo chị nha, nếu chị muốn em nói tốt cho chị trước mặt của ba mẹ thì phải thành thật trả lời đi. Chị à, chị nói đi. Nói đi mà, em muốn biết sao?
Không nói cho em nghe. Bạn trai của Gia Ninh lai lịch phức tạp quá, không cha không mẹ, từ Đông Nam Á sang châu Âu đi học, còn dựa vào người khác tài trợ nữa. Đúng rồi, còn nhỏ hơn Gia Ninh một tuổi, còn là cấp dưới của Gia Ninh. Tôi thấy chúng ta không thể không đề phòng cậu ấy được. Đừng có lo, tôi tự có suy nghĩ mà. Anh Nguyễn, anh vất vả rồi. Đã sắp xếp khách sạn cho anh, công việc trong nước cũng đã sắp xếp rõ ràng rồi, chỉ chờ anh tới thôi. Xe ở bên ngoài. Lý lịch. Trước khi chia tay với Gia Ninh. Đúng vậy, cậu ta trở về từ thành phố A. Lý do đâu? Sao không giết? Cái này quá riêng tư, không điều tra được. Cậu thấy thế nào? Chỉ nhìn lý lịch thì rất là ưu tú, nhưng mà những chuyện từng trải qua vô cùng phức tạp. Phức tạp nghĩa là mục đích không đơn thuần rồi. Ý của ông là cậu ta hẹn hò với cô Cầu còn có mục đích khác. Giúp tôi làm một chuyện. Dạ, ông nói đi. Cảm ơn. Hạt ngọa lông đây, em muốn ăn nó. Hạt được chọn lọc từ khắp thế giới, phối hợp 6 loại, dinh dưỡng khỏe mạnh. Xin chào hai vị. Ngũ cốc mỗi ngày. Chúng tôi có loại cho người lớn, cho trẻ con và cho mẹ nữa. Hay là anh chị lấy một hộp cho mẹ đi. Xem ra lần này ăn uống không tệ nha. Em thấy là anh nên lấy một hộp cho trẻ con đi. Alo. Phải. Được. Tôi biết rồi. Sao vậy? Điện thoại quảng cáo. Xin chào cậu Châu. Sếp cậu đang đợi phòng. Mời sang bên này. Sếp cậu, cậu Châu tới rồi. Xin chào. Chào chú. Cháu là Châu Tiểu Sơn. Thật ngại quá cậu Châu. Sếp tôi quen được người khác gọi là chủ tịch cậu. Xin chào chủ tịch cậu. Ngồi đi. Chuyện của cậu và Gia Ninh tôi đều biết cả rồi. Cậu thích nó không? Cháu yêu cô ấy. Tôi thích sự thẳng thắn của cậu. Đối với thương nhân, thẳng thắn chính là hiệu suất. Châu Tiểu Sơn, cậu không xứng với con gái tôi. Vì lai lịch của cậu quá phức tạp, còn quá nhiều điểm nghi ngờ. Trước khi cậu tới châu Âu, mọi thứ của cậu đều trống, không điều tra được. Cậu có thể đến châu Âu vì có người khác tài trợ cho cậu. Người đó là ai? Sao họ lại tài trợ cho cậu? Cuối cùng là điểm kỳ lạ nhất. Hơn một tháng trước, cậu vô cùng kiên quyết chia tay với Gia Ninh, bay về châu Âu. Sau đó không bao lâu lại quay về làm lành với nó. Tôi muốn hỏi cậu, nếu cậu là người làm ba, cậu sẽ không lo lắng sao? Chủ tịch cậu, điều bây giờ con có thể nói chính là mọi chuyện đều là những chuyện riêng tư của con. Còn mọi vấn đề mà chủ tịch cậu đưa ra thì Gia Ninh cũng đã có đáp án rồi. Cháu và cô ấy ở bên nhau không có mục đích gì cả. Cậu càng không nói được thì càng có vấn đề rồi. Thời gian có thể chứng minh mọi thứ. Cháu xin phép. Dù cậu chứng minh thế nào, tôi cũng không đồng ý cho cậu qua lại với Gia Ninh. Bây giờ cậu Gia Ninh đã trưởng thành rồi. Cô ấy muốn ở bên cạnh ai
là quyền tự do của cô ấy, không cần sự đồng ý của ai cả. Xin chào chủ tịch Cầu. Sao em lại? Lần sau anh xin nghỉ phép thì tìm một lý do chính đáng hơn đi. Còn nữa, xe đón anh là biển số xe của công ty ba em. Ba em nói gì chứ? Vậy rồi hãy nói. Nếu đã tới rồi thì để em đi nói rõ với ông ấy. Gia Ninh à, tới rồi sao? Ngồi đi. Con có chuyện muốn nói với ba. Nói về Châu Tiểu Sơn có phải không? Cho dù thái độ của ba thế nào, dù đã nói gì với anh ấy, thì anh ấy cũng là người con chọn. Con sẽ không thay đổi đâu. Người mà con chọn, vậy con hiểu bao nhiêu về người mà con đã chọn chứ? Con nhìn rõ cậu ta chưa? Rõ rồi. Cầu Thị là tâm huyết cả đời của ba. Người đàn ông nào cũng muốn cưới con, cưới Giai Tâm liền có thể bớt phấn đấu 20 năm. Gia Ninh à, con thực sự không biết danh lợi đối với một người đàn ông có sức quyến rũ lớn thế nào đâu. Cho nên ba thấy Châu Tiểu Sơn hẹn hò với con là vì tiền của nhà chúng ta. Xuất thân lai lịch của nó và những chuyện nó làm không thể không khiến ba nảy sinh suy nghĩ. Ba biết không, lần này con ra nước ngoài, có một tập đoàn xuyên quốc gia ra giá 5 triệu đô để đem dự án của bọn con chuyển giao cho bọn họ. Lúc đó chỉ cần con đồng ý thì phòng thí nghiệm đẳng cấp nhất thế giới cũng là của con. Bọn con làm ngành này, chỉ cần vượt qua lương tâm thì tiền với bọn con không có chút khó khăn gì. Nên ba nói cho Tiểu Sơn vì tiền mới hẹn hò với con, hoàn toàn là không thể. Đó là suy nghĩ phiến diện của con. Ba, con biết là ba quan tâm con, nhưng mà ba hãy tin con một lần đi, có được không? Vậy ba hỏi con một chuyện. Lúc đầu người đàn ông ra nước ngoài cùng mẹ con, bây giờ sống thế nào rồi? Mẹ nói sau khi ra nước ngoài thì dùng hết tiền, người đàn ông đó cũng bỏ đi mất. Lúc đầu người đàn ông đó đến tìm ba, hắn nói với ba chỉ cần ba đưa cho hắn 100 ngàn thì hắn sẽ chịu rút lui. 100 ngàn với ba không nhiều, nhưng mà lúc đó ba tức giận nên không đưa. Cho nên bây giờ ba hối hận. Nếu như lúc đầu đưa thì mẹ con không phải cô đơn lúc về già rồi. Ba sợ Châu Tiểu Sơn giống người đàn ông đó sao? Dáng vẻ yêu đương của con hiện tại giống hệt như mẹ con năm đó. Con là con gái của ba. Ba không muốn con dẫm lên vết xe đổ. Nhưng mà ba à, chính miệng mẹ nói với con, mẹ không hối hận. Không thể nào, con đang bịa chuyện thôi. Đừng tự lừa dối bản thân nữa. Ba nhìn Châu Tiểu Sơn cũng như nhìn thấy người đàn ông năm đó. Anh ấy cũng như mẹ con năm đó, bất chấp tất cả để yêu người họa sĩ nghèo. Tuy là ông ấy chẳng có gì cả, nhưng mà cuối cùng mẹ con vẫn lựa chọn ông ấy rời xa ba. Nên sự xuất hiện của Châu Tiểu Sơn một lần nữa nhắc nhở ba, năm đó ba là người thất bại trong chuyện tình cảm, cho nên ba mới cực lực phản đối bọn con, có đúng không? Được rồi, bây giờ ba không muốn nói nữa. Ba, được rồi, ba nói rồi, đừng nói nữa. Con đi đi. Châu Tiểu Sơn không phải, đừng nhắc tới cậu ta nữa. Được rồi, ba không muốn nghe tới cậu ta. Ra ngoài đi. Ba không muốn nhìn thấy hai đứa nữa. Ba, Giai Ninh. Ông già ngoan cố, cứng đầu. Anh còn cười nữa sao? Em cãi nhau với ba vì ai chứ? Vì anh. Vậy anh nói xem, bây giờ phải làm thế nào? Gia Ninh à, anh hỏi em, sự phản đối của ba em có ảnh hưởng thế nào với em? Thực ra trong công việc hay là trong cuộc sống, em đều rất độc lập mà. Nên sự phản đối của ba em thực ra cũng không gây ảnh hưởng gì đến em.
Em mong nhận được sự công nhận của ông ấy. Đó là vì em quan tâm và yêu thương ông ấy. Cãi nhau với ông ấy, ngược lại ý định ban đầu của em đúng không? Là ba em ném đồ trước mà. Ông ấy giận dữ tới vậy, nhưng thực ra ông ấy vẫn rất yêu quý em. Rốt cuộc thì anh nói giúp ai đây? Gia Ninh à, đừng vì anh mà làm tổn thương tới người nhà. Không ngờ chuyện này lại xảy ra với em. Vậy anh nói xem, bây giờ phải làm thế nào đây? Em lại vội vàng muốn được ba em công nhận, là nóng lòng muốn ở bên cạnh anh sao? Châu Tiểu Sơn, anh đang nghĩ cách góp ý cho em mà. Có những phản ứng hóa học sẽ xảy ra ngay lập tức, nhưng mà có cái cũng cần sự xúc tác của thời gian. Cho ba em thêm thời gian đi, ông ấy sẽ hiểu ra thôi. Nếu ông ấy vẫn không hiểu thì sao? Vậy chúng ta hãy yêu nhau cả đời này. Vui lên đi. Vui không nổi rồi. Cầu Gia Đình à, nếu em còn xị mặt như vậy, làm sao? Thì anh sẽ hôn em ngay giữa phố.